Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 15. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm: giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian: ngày 8 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ. Nguyện thứ ba là rộng tu cúng dường. Có nghĩa là nói chư Phật Như Lai là phước điền thù thắng nhất, phải nên khởi chánh tín, dùng những thượng diệu pháp tài như là tràng hoa, hương xoa, tài vật thù thắng nhất, và cố gắng tu thiện căn bồ đề diệu pháp, thấy điều vô lượng để dùng cúng dường, thì gọi là rộng tu cúng dường. Đối với Bồ Tát là cúng dường, còn đối với chúng sanh thì gọi là bố thí. Bố thí có bố thí tài, có bố thí pháp và bố thí vô ý. Chúng ta đối với chư Phật Như Lai, đối với cha mẹ sư trưởng thì gọi là cúng dường. Bố thí và cúng dường sự thì như nhau, nhưng cái tâm đó thì khác nhau. Nhất là tâm của Phổ Hiền Bồ Tát, trong phần trước đã có nói với quý vị, quý vị phải nhớ kỹ hàm nghĩa đức hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát là đức khắp pháp giới, gọi là phổ. Điều nhu thiện thuận là hiền. Dùng cái tâm này để rộng tu cúng dường, thì đây là hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền là tâm bình đẳng, trên đối với chư Phật Như Lai, dưới đối với tất cả chúng sanh. Không gọi bố thí, đều gọi là cúng dường. Do đây mới biết vì sao trong kinh Đại Thừa nói Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Thì chúng ta đã hiểu rõ cái ý nghĩa này. Bởi vì Bồ Tát vẫn còn có phân biệt. Dùng bố thí và cúng dường đó chính là phân biệt, mà hạnh Phổ Hiền thì không có phân biệt. Vì sao phải tu bố thí, tu cúng dường? Trong Phật giáo có một câu nói:
là phước huệ song tu, còn gọi là chưa chuyển pháp luân, trước chuyển thực luân. Chúng ta hãy xem pháp thế gian, rồi lại nghĩ đến pháp xuất thế gian. Nếu như không có phước thì không thể thành tựu. Cho nên con người không thể không có phước báo. Phước báo của chư Phật Như Lai là viên mãn. Cho nên trong kinh gọi phước báo của chư Phật là phước điền thù thắng nhất. Chúng ta không có phước thì phải trồng phước. Tu phước chính là trồng phước. Thì giống như trồng ngũ cốc lương thực vậy. Chúng ta gắng sức trồng trọt thì mới có thu hoạch. Trồng trọt là nhân, thu hoạch là quả. Chẳng những Phật tại trong kinh chỉ dạy cho chúng ta, mà thánh hiền thế gian cũng chỉ dạy cho chúng ta như vậy. Nói đến phước báo, phước thứ nhất là tài phú. Tài phú từ đâu mà có? Trong kinh Đại Thừa có nói là từ trong tự tánh vốn có. Như Đại sư Huệ Năng, lúc Ngài minh tâm kiến tánh có nói ra tánh là gì? Ngài đã nói ra năm câu. Câu thứ nhất là nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai là nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Tự tánh không có sanh diệt, tự tánh là thanh tịnh, mãi mãi không bao giờ bị nhiễm ô, vốn không sanh diệt. Câu thứ ba là nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu này chính là Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Cho nên chúng sanh và Phật là bình đẳng, là trong tự tánh vốn có đầy đủ, đầy đủ đức năng, đầy đủ trí huệ. Cái thứ nhất là trí huệ, có vô lượng trí huệ. Cái thứ hai là đức năng, tức là năng lực. Nay chúng ta nói năng lực, tức là đức năng. Cái thứ ba là tướng hảo. Trong tướng hảo thì nói tài phú và thọ mạng. Thọ mạng cũng thuộc về đức năng. Vô lượng thọ là đức năng. Tướng hảo trang nghiêm là phước báo. Trong kinh hình dung báo thân của Như Lai, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là người của địa cầu chúng ta. Tướng mạo tốt nhất là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tùy chúng ta vốn có trí huệ, đức năng, tướng hảo, nhưng chúng ta đã mê mất tự tánh. Cho nên tánh đức vốn có của chúng ta
nay chúng ta không hưởng thụ được. Tự tánh vốn không sanh diệt, nhưng nay thân thể này của chúng ta có sanh già bệnh chết, thật có lục đạo luân hồi, có thập pháp giới y chánh trang nghiêm, thảy điều không phải tự tánh. Đến khi nào chúng ta mà kiến tánh thì có thể thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới. Đến lúc đó chúng ta cùng với Đại sư Huệ Năng đã chứng được cảnh giới đó là tương đồng, cũng tức là nói hoàn toàn như nhau. Đại sư Huệ Năng đã chứng được cảnh giới đó cùng với mười phương tất cả chư Phật. Là bình đẳng, minh tâm kiến tánh thì mới bình đẳng, mê mất tâm tánh thì không bình đẳng. Tánh đức vốn có không thể khởi tác dụng, vậy phải làm sao đây? Vậy thì phải nhờ vào tu đức. Cũng như trong nhà quý vị có ức vạn tài sản, quý vị ở trong nhà thì có thể hưởng thụ không hết. Nhưng nay quý vị đang lưu lạc ở phương khác, không nơi nương tựa, ba bữa cơm cũng thành vấn đề. Phải làm sao đây? Thì quý vị phải đi làm công. Quý vị không đi làm thì không có cơm ăn. Tức là quý vị đã rời khỏi quê hương, lưu lạc trong thập pháp giới, lưu lạc trong lục đạo. Quý vị không đi làm thì không được. Cho nên đi làm công là tu đức. Quý vị phải tu trí huệ, quý vị phải tu tài phú, quý vị phải tu khỏe mạnh sống lâu, quý vị phải tu ba thứ này. Phật dạy cho quý vị tu như thế nào? Phật dạy bố thí cúng dường. Quý vị học bố thí cúng dường, bố thí tài thì được giàu có, cúng dường tài thì được càng giàu có. Tại vì sao? Vì tâm của quý vị chân thành, quý vị được tài phú còn nhiều hơn bố thí. Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Quý vị phải thật làm mới được, không làm thì không được. Cho nên Phật tại trong kinh có dạy, bất luận tu học pháp đại thừa hay tiểu thừa, có thể nói là thời thời khắc khắc nhắc nhở cho chúng ta, khuyên dạy chúng ta phải phước huệ song tu. Chỉ có tu phước không tu huệ có được hay không? Không phải không được, nhưng quả báo thì khác nhau. Nếu chỉ có tu phước không tu huệ thì không có trí huệ. Phật tại trong kinh có nói một thí dụ: đại tượng đeo chuỗi ngọc. Đại tượng là con voi, nó là súc sanh, nó trong đời quá khứ chỉ có tu phước không có tu huệ. Ngày nay nó đầu thai vào đường súc sanh. Con đại tượng này là của nhà vua ngồi. Cho nên trên thân của nó đeo khắp chuỗi ngọc châu báu. Đây là phước báo của nó. Nó có phước báo. Cũng như con người chúng ta vậy, đeo một số chuỗi ngọc châu báu. Đại tượng cũng đeo chuỗi ngọc châu báu, giá trị còn quý báu hơn đồ trang sức của quý vị, vì nó là của nhà vua. Đây là nói rõ, nó đời trước chỉ có tu phước không có tu huệ được cái phước báo này. Còn như chỉ chuyên tu huệ không tu phước, Phật cũng nói một thí dụ: La Hán ôm bắt không, Bậc A-la-hán chuyên tu huệ chứng được quả vị A-la-hán, ôm bình bát đi khất thực, nhưng không có người cúng dường, gọi là ôm bát không.
Phật nói hai ví dụ này rất đáng được cho chúng ta phản tỉnh. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải phước huệ song tu. Nhưng nếu quý vị kiến tánh thì không cần nói. Tại vì sao? Vì trong tánh đức lưu lộ ra, khi chưa kiến tánh thì nhất định phải phước huệ song tu. Điều này rất là quan trọng. Quý vị thấy thứ tự của trong thập đại nguyện vương, bắt đầu lễ kính chư Phật và xưng tán Như Lai, kế tiếp là rộng tu cúng dường, thì quý vị đã hiểu tính quan trọng của 10 đại nguyện này. Nói đến phước điền, này chúng ta trồng phước, trồng phước phải tìm phước điền, phải tìm phước điền thù thắng nhất. Phước điền thù thắng nhất là chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai có cần chúng ta bố thí cúng dường hay sao? Không cần. Vì sao chúng ta vẫn phải cúng dường chư Phật Như Lai? Vì muốn trang nghiêm thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Chúng ta có biện pháp để trang nghiêm nó hay không? Có. Dùng phương pháp gì để trang nghiêm? Chúng ta phát Bồ Đề Tâm, tu giới định huệ thì có thể trang nghiêm, thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Thì chúng ta không nhìn thấy, chỉ cần thật sự phát tâm, thật sự tu hành, Thích Ca Mâu Ni Phật ngài vì chúng ta giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta ở cõi này thật sự phát Bồ Đề Tâm, nhất tâm niệm Phật, thì ở ao sen bảy báo Cực Lạc thế giới sanh ra một đóa hoa sen. Đóa hoa sen đó chính là chỗ vãng sanh của chúng ta tương lai. Đó hoa sen đó cũng đã trang nghiêm ao bảy báo, cũng đã trang nghiêm cõi nước của A Di Đà Phật. Chúng ta hiểu được cái lý này thì mới biết ý nghĩa chân thật cúng dường chư Phật Như Lai. Này chúng ta rất là bất hạnh, rơi vào trong lục đạo luân hồi, mà chư Phật Như Lai rất từ bi, các ngài thật là vô cùng từ bi, không bỏ một chúng sanh nào. Trong cửa nhà Phật, các ngài thị hiện trong lục đạo, thị hiện trong nhân gian, chúng ta phải trợ giúp Phật để tiếp dẫn chúng sanh, trợ giúp Phật giáo hóa chúng sanh, trợ giúp Phật phổ độ chúng sanh. Đây có phải là vô thượng phước điền hay không? Phải. Đúng là vô thượng phước điền. Quý vị phải có huệ nhãn, quý vị phải có thiện căn. Ngày nay Phật Pháp ở trong thế gian này, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng,
Người thế gian họ dùng nhãn quan gì để nhìn Phật Pháp? Nhãn quan của họ đều có hoài nghi. Khi nhìn thấy Phật Pháp, họ cho là tôn giáo, cho là mê tín. Những người thông thường, nhất là những phần tử trí thức, họ không dám tiếp xúc. Đây là nói thời đại này. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới là thật sự cúng dường chư Phật Như Lai? Trong bộ luận Hòa Nguyên Quán có dạy cho chúng ta tứ đức. Nếu chúng ta mà làm được thì mới thật sự cúng dường chư Phật Như Lai. Thì quý vị đã tu được vô thượng phước điền. Trong tứ đức này, điều thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Điều thứ hai là có đủ oai nghi. Điều thứ ba là nhu hòa ngay thẳng. Điều thứ tư là thay chúng sanh khổ. Phải thật sự tu. Điều khó nhất trong bốn điều là điều thứ nhất. Điều thứ nhất, tùy duyên diệu dụng. Nếu quý vị không giác ngộ thì quý vị không làm được. Thế nhưng đại triệt đại ngộ là chuyện không dễ gì làm được. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta nghĩ xem. Năm xưa Thế Tôn còn tại thế, Ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Ngài vì ai giảng? Chính là vì chúng ta giảng. Chúng ta đối với chân tướng của Phật Pháp không hiểu rõ, đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh cũng không hiểu rõ. Cho nên Phật Đại Từ Đại Bi mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp chỉ dạy cho chúng ta, khiến cho chúng ta hiểu rõ, khiến cho chúng ta giác ngộ. Tuy sự giác ngộ không được triệt để nhưng có lợi ích. Lợi ích ở chỗ nào? Là chúng ta biết được làm người như thế nào, biết được noi theo Phật tu học. Chúng ta biết y giáo phụng hành. Thì có thể khiến cho Phật Pháp ở thế gian này mãi mãi được truyền rộng khắp nơi, làm lợi ích cho vô lượng vô biên chúng sanh. Đây mới là thật sự rộng tu cúng dường. Chúng ta hãy xem sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, các đệ tử xuất gia của Ngài gánh vác nhiệm vụ hoằng pháp, giảng kinh thuyết pháp. Còn các đệ tử tại gia có rất nhiều quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ, họ gánh vác công việc hộ pháp. Cho nên hoằng pháp và hộ pháp là một thể. Phật Pháp đã truyền được mấy ngàn năm nay.
Chúng ta thấy trong lịch sử có những nơi 200-300 năm về sau thì không còn nữa, cũng có những nơi 500-600 năm 700-800 năm thì Phật pháp không còn nữa. Nay Phật pháp được truyền đến đời này chúng ta, trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép là hơn 3.000 năm. Người ngoại quốc thì họ thừa nhận là hơn 2.500 năm. Truyền cho đến ngày nay. Ngày nay vẫn còn có chánh pháp hay không? Có. Nhưng càng ngày càng ít. Vì nay Phật pháp đã biến chất. Tại vì sao? Vì có rất nhiều nhân tố bên trong. Điều quan trọng nhất trong một thế kỷ trước, chúng ta không nói trước một thế kỷ trước. Thế kỷ trước là thế kỷ 20. Trước đầu thế kỷ 20, người phương Đông vẫn còn tung giữ nền giáo dục luân lý đạo đức của cổ thánh tiên hiền. Tôi sanh trong thời đại đó. Lúc đó tôi chưa tới 15 tuổi. Con người trong thời đại đó họ vẫn còn chú trọng luân lý đạo đức. Các nước ở phương Tây họ vẫn còn tung giữ nền giáo dục của tôn giáo. Họ vẫn còn tung theo lời dạy của thánh hiền. Cho nên xã hội thời đó được ổn định trật tự. Vẫn còn có một số cao tăng đại đức, họ hết lòng tu học và hoằng dương Phật pháp. Sau Thế chiến thứ hai thì xã hội này bắt đầu hỗn loạn. Những cuộc chiến tranh lớn lớn nhỏ nhỏ mãi cho đến ngày nay vẫn chưa hề chấm dứt. Khoa học kỹ thuật đã phát triển. Dục vọng của con người tham sân si mạng không ngừng mà nâng cao. Họ tin khoa học, họ không tin lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Còn người phương Tây thì không tin nền giáo dục của tôn giáo. Cho nên lòng người đã mất đi chỗ nương tựa. Trong Phật pháp chúng ta thì nói quy y, tức là lòng người không có chỗ nương tựa. Đây là nói thế giới ngày nay. Nhân tố đầu tiên hỗn loạn. Tôn giáo của phương Tây suy sụp. Phật giáo của phương Đông cũng suy sụp theo, đã biến chất. Phật giáo không phải tôn giáo. Này nó đích thật đã trở thành tôn giáo. Chúng ta không thể không thừa nhận. Tôn giáo đích thật là mê tín. Cho nên tôi nghĩ lại lúc mình còn nhỏ, cha mẹ dẫn tôi đến chùa lễ Phật, lại thần.
Lúc ấy tôi còn nhỏ, tôi rất tin tưởng thần. Đi vào trong miếu thành hoàng, mẹ tôi thường nói với tôi rằng không nên làm việc xấu. Nếu con làm việc xấu sẽ chịu lấy quả báo. Hãy xem điện Diêm Vương, quả thật là đáng sợ. Cái ấn tượng đó khắc sâu, đích thật ảnh hưởng suốt một đời. Để khởi tâm động niệm sẽ nghĩ đến miếu thành hoàng và nghĩ đến điện Diêm Vương, thì tự nhiên không dám khởi tâm bất thiện. Thế nhưng về sau, dần dần lớn lên, khoảng mười mấy tuổi, đến trường đi học. Trong trường học không nói nhân quả báo ứng, mà trong trường học lại nói đó là mê tín. Đó là thời đại phong kiến để nhắc người ta. Lúc đó tôi cũng nghe được rất nhiều. Vì vậy tôi đối với tôn giáo cũng không muốn tiếp xúc nữa, mà lại tin vào khoa học. Thật ra khoa học là gì tôi hoàn toàn không biết. Thật tại mà nói, Phật giáo biểu hiện bên ngoài không được quảng đại quần chúng tôn trọng. Trong nửa thế kỷ này, có thể nói chúng ta nói đời này không bằng đời trước, điều này quá rõ ràng. Chúng ta dùng 10 năm để làm một giai đoạn, 10 năm so với 10 năm, mức độ xuống dốc quá nhanh. Chúng tôi đã nhìn thấy hiện tượng này. Cuối cùng chúng tôi mới hiểu rõ, minh bạch. Cho nên tôi rất cảm kích giáo sư Phương Đông Mỹ. Nếu tôi không gặp được thầy, tôi trong đời này cũng sẽ xem Phật giáo là mê tín, không bao giờ tiếp xúc nó. Tôi theo thầy Phương học triết học. Thầy đem triết học kinh Phật giới thiệu cho tôi, mới đem những quan niệm sai lầm trước kia của tôi chuyển qua 180 độ. Thầy Phương nói với tôi rằng Thích Ca Mâu Ni Phật không phải thần. Vậy Ngài là gì? Thầy Phương nói Ngài là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Tôi theo thầy học triết học, thầy cũng là nhà triết học vĩ đại nhất. Thầy nói triết học kinh Phật là môn triết học cao nhất trên thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi tiếp nhận những lời dạy của thầy. Mới thật sự biết quay đầu. Trong Phật Pháp nói quay đầu là bến. Mà thầy Phương, thầy có trí huệ, thầy có thiện xảo phương tiện. Nếu tôi đến trong tự viện mà xem thì sẽ khác với lời nói của thầy Phương, thì tôi sẽ hoài nghi. Nhưng thầy Phương đã nói trước với tôi, triết học kinh Phật không ở trong tự viện. Vậy ở đâu? Ở trong kinh điển. Thầy dạy tôi đi tìm kinh điển, tìm trong kinh điển để mà học tập. Thầy nói với tôi, vào thời xưa, tự viện là trường học. Những người xuất gia trong tự viện, họ thật sự có đức hạnh, có học thức. Nhưng ngày nay,
Tự viện đã biến chất. Những người nghiên cứu kinh điển càng ngày càng ít. Vào năm đầu Dân Quốc vẫn còn có người nghiên cứu kinh điển, nhưng bây giờ thì quả thật rất ít. Cho nên quý vị muốn học Phật phải nghiên cứu kinh điển. Lúc đó tôi cũng là đứa học trò ngoan, nghe thầy dạy y giáo phụng hành. Năm đó tôi 26 tuổi, tiếp nhận lời dạy của thầy, đi tìm xem kinh Phật. Thầy cũng có chỉ dạy, thầy chỉ dạy tôi nên tìm xem kinh Hoa Nghiêm. Thầy nói kinh Hoa Nghiêm là khái luận Phật pháp. Thầy giới thiệu tôi xem bộ kinh này. Sau khi tôi xem bộ kinh này mới biết cổ đại đức gọi bộ kinh này là căn bản pháp luân, ý nghĩa giống với khái luận Phật pháp. Tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm, giống như một cây đại thụ vậy. Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm là gốc, là rễ. Còn tất cả kinh là gì? Tất cả kinh là cành, là lá, là hoa quả. Thầy đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi. Tôi cùng với bộ kinh này cũng đặc biệt có duyên phần. Tuy lúc đó mới học Phật, không biết, nhưng rất là ưa thích. Cho nên tôi thu thập những bộ chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Chú giải của Kinh Hoa Nghiêm cũng không nhiều, đều là trước tác của người nhà Đường. Nay chúng tôi đọc bộ sớ sao của Đại sư Thanh Lương là người nhà Đường. Còn bộ hợp luận của Lý Trưởng Giả cũng là người nhà Đường làm chú giải. Còn Hoa Nghiêm Su Huyền Ký và Thám Huyền Ký đều là tác phẩm của đầu năm nhà Đường. Nay chúng tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm lại theo bộ sớ luận Toản Yếu. Bộ Toản Yếu này là do Đại sư Đạo Bái của thời đại Càn Long nhà Thanh biên tập. Ngài biên tập được rất hay. Ngài đem kinh luận giảng hóa để tiện cho người sơ học. Chúng tôi dùng bộ Toản Yếu này để học tập giảng giải. Cho nên chúng ta nhận biết Phật giáo là điều rất quan trọng. Biết rõ Phật giáo là giáo dục. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài là một vị vĩ đại nhất. Ngài là một nhà giáo dục xã hội. Thân phận suốt đời của Ngài là chức nghiệp giáo sư. Ngài 30 tuổi giác ngộ thì bắt đầu đi giảng dạy. Năm 79 tuổi thì Ngài qua đời. Ngài giảng dạy suốt 49 năm, không có ngừng nghỉ một ngày nào. Sau khi Ngài qua đời, trong Phật giáo thì nói viên tịch. Sau khi Ngài viên tịch, các đệ tử của Ngài ghi chép lại những lời dạy suốt một đời của Ngài, chỉnh lý, biên tập thành kinh điển hiện nay gọi là Đại Tạng Kinh. Để lưu truyền cho đời sau. Thế nhưng bộ Đại Tạng Kinh này
được phiên dịch sau nhất là thời đại Nam Tống. Cho nên họ phiên dịch dùng lối văn tự, văn văn ngôn, dùng lối văn văn ngôn cạn cợt nhất. Đây là do các pháp sư thời đó dịch kinh, họ hy vọng mọi người cũng có thể xem hiểu kinh văn để tiện cho lưu thông, người thông thường cũng được lợi ích. Cho nên họ không dùng văn tự rất sâu mà dùng rất cạn cợt. Tuy họ dùng văn tự rất cạn cợt nhưng người hiện nay xem cũng không hiểu. Cho nên dùng lối văn văn ngôn giảng dạy còn quan trọng hơn bất cứ cái gì. Lão Tổ Tông chúng ta để lại số kinh sách này quý báu vô cùng. Ở trên thế gian này, đó là bảo tàng quý báu nhất. Mấy năm nay, ngành kỹ thuật ấn loát đã phát triển copy in chụp tiện lợi hơn cách in xưa kia. Cho nên kinh điển được lưu thông với số lượng nhiều hơn xưa kia rất nhiều. Tuy nay đã có rất nhiều kinh điển, nhưng chỉ là trang nghiêm đạo tràng để trong thư viện xem cho đẹp mắt mà thôi. Không có người biết đọc cũng là vô ích. Này chúng ta cũng dường Như Lai, chúng ta phải học tập văn văn ngôn, hiểu được văn văn ngôn tức là lấy được chìa khóa mở Đại Tạng Kinh và mở Tứ Khố Toàn Thư, thì quý vị có thể tiếp nhận những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Đây mới là thật sự cúng dường Như Lai, mới là phước điền thù thắng nhất. Đây gọi là gì? Là cúng dường pháp. Nay chúng ta có được pháp bảo của cổ thánh tiên hiền truyền cho chúng ta, chúng ta cũng phải giúp cho người khác để chia sẻ cái pháp bảo này. Cái quả báo này là trí huệ vô lượng. Ngay trong đời này thì có được cái trí huệ này, không cần đợi đến đời sau. Hiện tại thì có thể đạt được, đời sau thì càng phong phú hơn. Trong Phật Pháp thì nói hiện tại quý vị có được là hoa báo, đời sau có được là quả báo. Hoa báo thù thắng, quả báo thì còn thù thắng hơn. Như thực vật, quý vị thấy nó có hoa, hoa nở rất nhiều thì biết tương lai nó có trái rất nhiều. Đây là chúng tôi nói về cúng dường tam bảo, mà cúng dường pháp là thù thắng nhất. Phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Thế nhưng những lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát và cổ thánh tiên hiền thật sự có được lợi ích chính là điều thứ nhất trong tứ đức: tùy duyên diệu dụng. Hai chữ tùy duyên này rất hay. Chúng ta sống trong thời đại nào thì phải tùy vào duyên của thời đại đó. Sống trong địa phương nào thì phải tùy vào duyên của địa phương đó, thì gọi là tùy duyên. Còn diệu dụng, quý vị là người của thời đại này, quý vị không thể không tùy duyên. Quý vị sống trong thời đại này, sống trong địa phương này, thứ như trong địa phương này có khổ nạn,
Nếu quý vị không thể chịu khổ, đây là gì? Đây là không chịu rồi. Nhất là xã hội ngày nay. Xã hội ngày nay, thứ đáng sợ nhất là gì? Là máy truyền hình. Quý vị có biết hay không? Máy truyền hình là đáng sợ nhất. Mạng lưới toàn cầu Internet, điện ảnh, những thứ truyền thông này, vì sao nói nó đáng sợ? Nó dạy cho quý vị những gì? Quý vị hãy xem nội dung bên trong. Nếu nó chỉ dạy cho quý vị mặt chánh, tức là dạy luân lý, đạo đức, nhân quả, đó thì là rất tốt, thì thế giới này sẽ được cứu. Còn nếu nó dạy cho quý vị mặt trái, người hiện nay thường nói bạo lực, tình dục, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, thì xã hội này sẽ hỗn loạn. Nó dẫn dắt quý vị cứ mãi phát triển dục vọng, thì xã hội này làm sao mà không hỗn loạn? Nó dạy con người những gì? Nó dạy cho con người tự tư tự lợi. Dạy cho con người những quan điểm này hoàn toàn là sai lầm. Toàn là hai người lợi ta. Con người hiện nay đã học được rồi. Cho nên toàn cả xã hội sanh ra tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng. Con người không có thành tín. Cổ nhân có dạy gì? Chúng ta ngủ thường, đây là nền tảng đức hạnh. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân là gì? Nhân là thương người. Bây giờ không thương người nữa. Bây giờ là thương mình. Làm tổn hại người khác chỉ lợi ích cho mình. Mà lúc làm tổn hại người khác, họ dùng mọi thủ đoạn, họ cũng dám nghĩ ra mà làm. Con người không có thành tín thì họ mới dám làm chuyện hại người lợi ta. Hiện nay chúng ta ăn uống không có sự an toàn. Kể cả rau cải, người ăn chay cũng phải lo sợ. Hiện nay các nhà nông trồng trọt, họ dùng phân hóa học, thuốc diệt sâu quá nhiều. Tuy là thấy nó bề ngoài rất tươi tốt, nhưng chất dinh dưỡng không bằng các nhà nông trước kia trồng trọt. Giá trị dinh dưỡng đã hạ thấp, chỉ là bề ngoài tươi tốt mà thôi. Nếu quý vị thích ăn thịt thì không cần nói. Tôi đã từng đến trại chăn nuôi, thấy họ nuôi vịt, nuôi heo. Trước kia các nhà nông họ nuôi vịt và heo đều nuôi chúng ở ngoài đồng. Quý vị thấy đàn vịt được nuôi ở bên ngoài, nuôi heo cũng vậy, đều là nuôi ở bên ngoài, không có nuôi trong chuồng. Cho nên chúng rất là khỏe mạnh tự tại, tự chúng đi tìm thức ăn ở bên ngoài. Nuôi một con vịt từ nhỏ đến lớn khoảng nửa năm trở lên, thông thường nuôi khoảng 9 tháng, 10 tháng thì mới có thể đem ra chợ bán.
mà hiện nay tôi nhìn thấy họ nuôi vịt là nuôi trong chuồng. Họ dùng bóng đèn điện rất sáng để nuôi chúng lớn lên. Còn thức ăn gia súc là kích thích tố, chất hóc môn khiến cho chúng mau lớn. Chúng lớn được rất mau. Một con vịt mới sinh ra cho đến khi đem ra chợ bán phải mất bao nhiêu ngày? Chỉ 2 tuần mà thôi. Trước kia nuôi một con vịt lớn lên phải mất nửa năm trở lên, còn bây giờ chỉ 2 tuần mà thôi. Ngày nay khoa học đã tiến bộ. Thế nhưng nuôi loại vịt này, dinh dưỡng của chúng, mùi vị thịt của chúng không thể sánh bằng loại vịt trước kia, không bằng trước kia, không có mùi vị. Vả lại ra sao? Vả lại có độc. Cho nên khi quý vị đã ăn nhiều rồi thì sẽ sanh ra những chứng bệnh kỳ lạ. Cổ nhân thường hay nói bệnh từ miệng vào. Nguyên nhân là ở chỗ này. Quả thật là đáng sợ. Sau khi tôi nhìn thấy cách chăn nuôi của họ thì tôi nói với các đồng tu, bởi vì chúng ta là người ăn chay, có rất nhiều vị đồng tu vẫn còn ăn trứng gà trứng vịt, cho nên tôi khuyên họ không nên ăn trứng và trứng gà trứng vịt. Tôi nói quý vị hãy suy nghĩ kỹ, quý vị ăn trứng gà trứng vịt, mùi vị của nó có giống như trước kia hay không? Quả thật không giống như trước kia. Chẳng những mùi vị của trứng gà trứng vịt không giống như trước, mà rau cải cũng không giống như trước. Trước kia rau cải rất là tươi tốt, hiện nay thì không được. Tại vì sao? Vì đất đai đã bị phá hoại bởi thuốc trừ sâu quá nhiều. Đất đai đã bị phá hoại. Cho dù không còn dùng thuốc trừ sâu, không còn dùng phân hóa học nữa, nhưng chất thuốc đã thấm vào đất, đã bị phá hoại rồi. Cho dù có trồng được rau cải, nhưng mùi vị đã thay đổi. Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, Ngài nói, con người sống trong thời đại này chúng ta là ăn độc uống đắng. Chúng ta uống là nước đắng, ăn là thuốc độc. Vì sao lại trở thành như vậy? Vì lòng người đã thay đổi. Vì sao lòng người lại thay đổi? Vì không có người dạy. Lão Tổ Tông nói với chúng ta, nhân chi sơ tánh bản thiện. Cái tâm của mỗi một người là lương tâm. Lương tâm đều là lương thiện. Vì sao nay không thấy cái lương tâm đó? Vì đã bị dục vọng làm mê mất. Người xưa kia không dám làm việc ác. Vì họ có học sách thánh hiền, nếu họ nổi dậy niệm bất thiện, có hành vi bất thiện, thì họ cảm thấy xấu hổ, họ không dám làm. Họ tin nhân quả báo ứng, họ không dám làm. Ngày nay đã không có người dạy luân lý đạo đức, cũng không có người nói nhân quả. Cho nên con người dám làm việc ác. Họ dám làm, tương lai sẽ có quả báo. Nay họ chưa gặp quả báo nên họ không tin. Đến khi quả báo hiện tiền, dù họ có hối hận cũng không kịp. Cho nên nay chúng ta thấy có người rộng tu cúng dường,
Chúng ta vô cùng cảm ơn. Nay chúng ta đối với đại chúng trong xã hội này, chúng ta phải cúng dường cho họ những gì? Chúng ta phải cúng dường luân lý cho họ, phải cúng dường đạo đức cho họ, tức là cúng dường lời giáo huấn của thánh hiền cho họ. Đây là hiện tại họ rất cần thiết. Những lời giáo huấn của thánh hiền nhiều thì kinh sách càng phong phú. Chúng ta bắt đầu tu học từ đâu? Bắt đầu từ Đệ Tử Quy, đến Cảm Ứng Thiên và Liễu Phàm Tứ Huấn. Còn Đại sư Ấn Quang thì giới thiệu cho chúng ta An Sĩ Toàn Thư và Ngọc Địch Bửu Sao của Đạo Giáo. Kinh điển của Phật giáo cũng có dạy, chúng tôi trích lục từ trong Đại Tạng Kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài nói về nhân và quả của địa ngục. Trong các kinh điển có ghi chép, chúng tôi trích lục từ trong các kinh rồi hội tập thành một quyển, tựa đề là Phật Thuyết Chư Kinh Địa Ngục Tập Yếu. Bên trong tổng cộng có 25 loại kinh luận, nói được rất tường tận, còn tường tận hơn Ngọc Địch Bửu Sao. Trong Ngọc Địch Bửu Sao chỉ là nói quý vị tạo ác nghiệp có quả báo, nhưng không có nói rõ tạo cái nhân đó. Trong kinh Phật thì có nói rõ tạo cái nhân đó, tạo cái nhân gì thì chịu quả báo đó. Điều này rất là quan trọng. Chúng tôi đã trích lục từ các kinh điển. Đương nhiên, cũng có người muốn phát tâm học tập để giảng giải. Nếu không giảng giải, người thông thường xem cũng không dễ gì hiểu được. Quyển kinh này rất hay. Thật sự có thể hóa giải tai nạn, thật sự có thể khôi phục nền lý luân lý đạo đức truyền thống, mang lại cho đại chúng xã hội hạnh phúc mỹ mãn. Mang lại cho thế giới an định hòa bình. Đây chính là ngày nay chúng ta cần phải rộng tu cúng dường. Y theo lời dạy của Đức Phật, phải theo kinh điển của thánh hiền mà tu học, đó là vô thượng phước điển. Cho nên điều đầu tiên là phải có lòng tin. Về điểm này chúng ta phải học theo Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử, Ngài suốt đời làm tấm gương cho chúng ta. Tin ưa lời của cổ nhân, chúng ta phải theo Ngài học câu này. Tin là đối với cổ thánh tiên hiền có lòng tin. Đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc phải có lòng tin. Háo cổ, háo là ưa thích. Theo cổ nhân học tập. Trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu: không nghe người già nói, thiệt thòi ngay trước mắt.
Người già chính là cổ nhân. À, kinh sách của cổ thánh tiên hiền chính là những lời dạy của người già, là trí huệ của người già, là kinh nghiệm của người già, lời dạy của người già. Nếu chúng ta mà chịu tiếp nhận, chúng ta sống trong thời đại này thì không bao giờ bị thiệt thòi, thì không bao giờ chịu khổ. Đây là điều quan trọng hơn hết. Trước tiên phải tiếp nhận như Khổng Lão Phu Tử vậy, thuộc mà không tác, hoàn toàn tiếp nhận những lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Tự chúng ta không có sáng tác, không có phát minh. Tại vì sao? Vì trí huệ của chúng ta, năng lực của chúng ta mà sánh với cổ nhân thì không sánh bằng. Nếu như nói chúng ta có sáng tác, có phát minh thì nhất định là vượt hơn cổ nhân mới được. Nhưng không có cách nào vượt hơn cổ nhân. Nếu không thể vượt hơn cổ nhân thì phải thành thật làm người học trò ngoan. Vậy thì đúng rồi. Khổng Lão Phu Tử đã làm tấm gương cho chúng ta. Ngài suốt đời đã học, đã tu, đã dạy, đã truyền, thấy điều là của cổ nhân, là của cổ thánh tiên hiền. Ngài không có nói, Ngài tự mình có sáng tác, có phát minh. Ngài không có sáng tác, Ngài chỉ thuộc mà không tác, tin ưa lời của cổ nhân. Ngài là học trò ngoan, thành thật, cho nên Ngài học được những gì của Thầy dạy. Tổ Ấn Quang thường nói, một phần cung kính thì được một phần lợi ích, mười phần cung kính thì được mười phần lợi ích. Khổng Lão Phu Tử là có mười phần cung kính. Ngài tiếp nhận lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, Ngài được hết tất cả lợi ích. Thật là đáng quý biết bao, hiếm có biết bao. Chúng ta phải học theo Ngài điều này. Thật sự phát tâm mà học tập, tức là phát tâm muốn làm thánh nhân, phát tâm muốn làm hiền nhân. Còn học Phật thì phát tâm muốn làm Phật, phát tâm muốn làm Bồ Tát. Hiện nay có những vị đại đức phát tâm tu hành, chúng ta phải giúp đỡ họ, chúng ta phải hộ trì họ. Giúp đỡ họ, hộ trì họ phải có trí huệ. Nếu quý vị không có trí huệ thì sẽ hại chết họ. Tại vì sao? Vì khi nhìn thấy một vị đại đức phát tâm tu hành, gấp rút xây cất một ngôi chùa giống như cung điện để cho họ ở, và cúng dường tất cả để cho họ, để cho cuộc sống của họ dồi dào, thì đây tức là khiến cho họ rơi vào trong tham sân si mạng. Người ta mới phát tâm tu hành thì quý vị lôi kéo người ta trở lại, rồi đưa họ xuống địa ngục. Hộ trì người phát tâm tu hành là việc tốt, nhưng nếu không có trí huệ thì sẽ hại họ chết. Làm thế nào giúp đỡ họ? Chỉ cần giúp cho đỡ cho họ ăn mặc thì đủ rồi. Chỗ ở phải đơn giản, không nên để cho họ khởi lòng tham. Một mái nhà tranh có thể che nắng che mưa thì được rồi. Đó là gì? Đó là chân hộ pháp, là chân thiện tri thức.
Nếu như người tu hành này họ cảm thấy vị hộ pháp này giúp đỡ ta không đủ chu đáo, đối xử với ta quá khắc bạc, họ bỏ đi, quý vị nên biết họ không bao giờ được thành tựu. Tại vì sao? Vì họ chịu khổ không được. Chịu khổ không được là gì? Tức là họ không nghe lời dạy của Phật. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, Ngài có dạy cho các đệ tử đời sau, nhất định phải tuân theo hai câu. Câu thứ nhất là lấy giới làm thầy. Câu thứ hai là lấy khổ làm thầy. Họ phải trì giới, họ phải chịu khổ. Họ không trì giới được, họ không chịu khổ được thì họ không bao giờ được thành tựu. Cho nên cho dù họ biết giảng kinh được rất hay, giảng được như hoa trời rơi rụng, nhưng không thể ra khỏi lục đạo luân hồi là thật đó, không phải giả đâu. Cho nên tài sắc danh thực thùy, danh vọng lợi dưỡng, những thứ này là hại người, không phải thứ tốt. Nếu đem những thứ này cúng dường cho pháp sư thì hại người. Cho nên người thật sự tu đạo, tự mình phải đề cao cảnh giác. Nếu có người cúng dường những thứ này thì lập tức đem bố thí hết, không thể nhận lấy. Những thứ này còn độc hại hơn rắn độc thú dữ, không thể tiêm nhiễm. Nhất định phải biết được làm thế nào hộ trì cho những vị pháp sư trẻ tuổi, giúp đỡ họ thành tựu, thì phải có trí huệ cao độ. Muôn ngàn chớ nên hại họ. Lúc tôi theo thầy Lý tu học, lúc đó tôi đã xuất gia. Lần thứ hai tôi trở về Đại Trung theo thầy Lý tu học, thầy Lý nói với tôi rằng ông trong một tháng chi phí cho cuộc sống bao gồm cả ăn cơm ở vào lúc đó, nếu nhiều hơn 150 đồng tiền Đài Loan thì ông không phải là người xuất gia. Đây là thầy nói lời cảnh cáo đối với tôi. 150 đồng tiền Đài Loan, lúc đó tiền Đài Loan 40 đồng gần bằng 1 đồng Mỹ Kim, tức là 1 đô la Mỹ bằng 40 đồng tiền Đài Loan. 150 đồng tiền Đài Loan chưa tới 4 đồng Mỹ Kim, để chi phí cho cuộc sống trong một tháng bao gồm cả chi phí lặt vặt không thể nhiều hơn 150 đồng. Thầy thường quan tâm tôi, tự tôi cũng phải rất là cố gắng. Cho nên có nhiều vị đồng tu tốt bụng, họ đối với tôi muốn cúng dường tịnh tài, thì tôi bảo họ hãy nên mua sách tặng cho tôi, vì tôi không có tiền mua sách. Tôi viết đề tựa đề sách, bảo họ đi tìm mua loại sách đó tặng cho tôi, thì tôi rất hoan hỷ. Nếu họ xây cất một đạo tràng cho quý vị thì đó là hại chết quý vị đó. Xây cất đạo tràng, trước kia thầy Lý có nói với tôi, lúc đang xây cất đạo tràng ai nấy đều là Bồ Tát, mỗi người đồng tâm hiệp lực xây cất đạo tràng. Nhưng khi xây xong đạo tràng thì ai nấy đều biến thành La Sát, tranh danh đoạt lợi. Tôi cũng đã nhìn thấy điều đó, thì tôi mới nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời Ngài không xây cất đạo tràng. Tại vì sao? Vì Ngài sớm đã nhìn thấy hiện tượng này, cho nên Thế Tôn suốt đời không xây cất đạo tràng. Không có đạo tràng thì mọi người không tranh giành. Đây là dụng ý của Phật. Ngài làm gương cho chúng ta thấy.
Ngài đích thật là lòng từ khuyên người, làm gương cho mọi người là lòng từ, giảng kinh là khuyên người. Luôn luôn giúp cho hàng hậu học làm thế nào mới được thành tựu, làm thế nào mới là đúng như pháp, thì quý vị mới không đến nỗi đọa lạc. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã hiểu rõ, minh bạch cái đạo lý này. Cho nên ngay bây giờ, chúng tôi thực hiện ba thứ bố thí này. Đây là Đại sư Chương Gia đã dạy tôi. Bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý. Căn bản của ba thứ bố thí này là chính mình thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Đây là căn bản. Câu kinh văn này, Phật tại trong tất cả kinh Ngài đã nói không biết là bao nhiêu lần. Ngài đã nói câu này nhiều lần thì biết câu này rất là quan trọng. Thọ là tiếp nhận lời dạy trong kinh điển. Chúng ta tiếp nhận lý luận trong kinh điển và lời giáo huấn trong kinh điển. Trì là hành trì. Tức là phải làm cho được thì gọi là thọ trì. Còn đọc tụng là nhắc nhở mình. Mỗi ngày sáng tối đọc tụng, đọc kinh. Đọc kinh là nhắc nhở mình. Khóa tụng buổi sáng, sau khi đọc rồi, suốt ngày hôm nay, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, không thể trái với lời giáo huấn trong kinh điển. Đây là khóa tụng buổi sáng. Khóa tụng buổi tối là phản tỉnh. Lúc đọc kinh buổi tối, ta suốt ngày hôm nay có phạm lỗi làm gì hay không? Có thì phải sửa, không thì khích lệ. Trong kinh dạy cho chúng ta làm, chúng ta phải cố gắng mà làm. Ngày mai vẫn phải tiếp tục làm. Đây là ý nghĩa thật sự của khóa tụng sáng tối. Chúng ta phải thường đọc tụng. Kế đến là vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn. Ta phải đem lời dạy của Phật dạy ta. Ta phải biểu diễn ra làm cho mọi người xem. Đây là gì? Là thần giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời, cuộc đời hành đạo của Ngài chính là ở nơi chữ diễn. Diễn là biểu diễn cho chúng ta xem. Nếu có người đến hỏi quý vị phải giải thích tường tận với họ. Quan trọng nhất là diễn. Nếu quý vị không biết biểu diễn, tức là quý vị không có thật sự làm được, đơn giản mà nói, không có tu hành, người ta nghe rồi họ không tin. Rồi quý vị nhất định phải làm cho được thì người khác mới tin quý vị. Ngày nay là trong thời đại mạt pháp, Phật pháp đã suy đến cùng. Nếu muốn chấn hưng Phật pháp không phải là một chuyện dễ. Nhất định thật sự phải phát tâm, phải thực hiện được hai câu này của Phật. Lúc Phật sắp diệt độ, phải trì giới và chịu khổ.
thì mới có thể giúp cho Phật Pháp phục hưng trở lại. Nếu không thực hiện được hai câu này, khẳng định là Phật Pháp suy diệt. Phật Pháp ngày nay đang ở trong giai đoạn hưng và diệt. Chúng ta đi đến bước đường này. Phật Pháp không thể hưng thì diệt mất. Chúng ngày nay chúng ta là giúp cho Phật Pháp phục hưng trở lại, hay là giúp cho ma tiêu diệt Phật Pháp? Chỉ có hai con đường, không có con đường nào khác. Một là giúp cho Phật Pháp phục hưng, đó là thật sự rộng tu cúng dường. Hai là giúp cho ma tiêu diệt Phật Pháp. Cái quả báo này thì chúng tôi không nói, mọi người tự mình cũng biết. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Này, trong kinh nói những thứ trang nghiêm cụ này như là tràng hoa, hương xoa, tài vật, thù thắng nhất, trong Phật Pháp thường nói. Tràng hoa, nhang đèn, những thứ này đều là biểu pháp. Quý vị nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa của biểu pháp. Cúng dường Phật phổ biến nhất là đốt nhang, đốt hương. Đốt nhang là ý nghĩa gì? Nhang là tượng trưng cho giới định, là giới định chân hương. Thì quý vị nhìn thấy nhang, ngửi được mùi thơm của nhang, thì quý vị phải nghĩ đến giới định, phải trì giới tu định. Nó nhắc nhở cho chúng ta, đặc biệt là lúc đại chúng cộng tu ở trước tượng Phật đốt ba cây nhang, là dạy cho đại chúng những gì? Là dạy cho đại chúng phải nghĩ đến giới định. Nhang là nhắc nhở quý vị giới định. Ngoài trừ ý nghĩa này ra, nhang còn tượng trưng cho tính, tức là thành tính. Đối với Phật thành tính, đối với kinh điển thành tính, đối với thầy thành tính, suy rộng ra đối với tất cả chúng sanh đều phải thành tính. Đây là ý nghĩa đốt nhang. Nếu quý vị chỉ là đốt nhang mà không hiểu ý nghĩa thì là vô ích. Hoa cũng là biểu pháp. Ở trước tượng Phật cúng hoa, không phải Phật thích nhìn hoa, không nên nghĩ sai. Hoa là tượng trưng cho nhân, hoa là thực vật, trước tiên hoa nở sau kết trái. Hoa tốt thì nhân tốt. Quý vị phải làm nhiều việc tốt, hoa là cái ý nghĩa này. Khi nhìn thấy hoa thì chúng ta phải nghĩ đến trồng nhân tốt. Còn ở trước tượng Phật phải cúng trái cây. Trái cây là tượng trưng cho quả đức, hoa nở kết trái. Chúng ta muốn có được quả báo tốt, quả báo tốt thì phải tu nhân tốt. Thấy điều là biểu pháp, điều có ý nghĩa giáo dục rất sâu. Ở trước tượng Phật đốt đèn, đèn tượng trưng cho cái gì? Đốt đèn tốt nhất là đốt đèn dầu. Hiện nay không dùng đèn dầu, đều là dùng đèn điện. Đèn điện biểu pháp không dễ nhìn ra.
đốt đèn dầu và đèn cầy thì dễ nhìn ra. Nghĩa là gì? Nghĩa là tự mình đốt lên, chiếu sáng cho người khác. Đây là ý nghĩa đốt đèn cúng Phật. Luôn luôn không quên phục vụ cho chúng sanh khổ nạn. Cái phạm vi này rất là rộng lớn. Xả kỹ vị tha. Không phải hại người lợi ta, mà là hại ta lợi người. Tự đốt mình là hại ta, là hại ta lợi người. Cho nên hoàn toàn là ý nghĩa của biện pháp, hoàn toàn là dùng để giảng dạy. Quý vị phải hiểu rõ điều này, phải thật sự hiểu rõ. Khi quý vị nhìn thấy trong tự viện trưng bày tất cả cúng phẩm, thì quý vị sẽ khai ngộ. Chúng ta thờ tượng Phật, thờ tượng Phật là tượng trưng tôn sư trọng đạo. Cổ nhân Trung Quốc thì nói thận trung truy viễn. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài là vị thầy sáng lập Phật giáo 3000 năm trước. Chúng ta luôn luôn không quên ân đức của Ngài. Bồ Tát là học trò của Phật năm xưa, cũng là huynh trưởng của chúng ta. Chúng ta đối với thầy, đối với huynh trưởng phải tôn kính. Đây là ý nghĩa thờ tượng Phật trong chánh điện của tự viện. Chư Phật Bồ Tát không phải thần minh, không phải mê tín. Và lại chư Phật Bồ Tát, mỗi vị Phật Bồ Tát là tiêu biểu mỗi một môn học. Quý vị đều biết Quan Thế Âm Bồ Tát là tiêu biểu từ bi. Nhìn thấy tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị chỉ biết đốt nhang lễ lại cầu Ngài phù hộ. Đó là giả, đó là mê tín. Ngài có phù hộ cho quý vị hay không? Ngài dùng cái gì để phù hộ cho quý vị? Là danh hiệu của Ngài. Danh hiệu của Ngài có thể phù hộ cho quý vị. Khi quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh khổ nạn, thì liền sanh lòng từ bi, thì liền cứu trợ, cứu giúp đỡ người khác. Đây chính là phước báo. Quý vị thật sự đã trồng được phước. Còn Địa Tạng Bồ Tát là tiêu biểu hiếu thần tôn sư. Quý vị phải làm cho được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát là biểu pháp. Quý vị phải hiểu được ý nghĩa của biểu pháp. Văn Thù Bồ Tát là tiêu biểu trí huệ. Phổ Hiền Bồ Tát là tiêu biểu thực tiễn, tức là thực hành. Ngài dạy cho quý vị thực hành. Đây chính là mấy ngàn năm trước Phật giáo đã dùng nghệ thuật để giảng dạy. Thật là cao minh. Quý vị thích xem, trong đó lại bao hàm ý nghĩa rất sâu, khiến cho quý vị thời thời khắc khắc đề khởi tánh giác. Tượng Phật là tiêu biểu quả đức. Tượng Bồ Tát là tiêu biểu nhân đức, tức là tu nhân. Tượng Phật Bồ Tát là tiêu biểu tu nhân chứng quả. Cho nên thờ tôn tượng Phật Bồ Tát ít nhất là thờ ba vị, một vị Phật, hai vị Bồ Tát. Phật là tiêu biểu tánh thể. Trong Hòa Nguyên Quán có nói, tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Phật là tiêu biểu tánh thể, Bồ Tát là tiêu biểu tác dụng, từ thể khởi dụng. Quý vị thấy, như Tây Phương Tam Thánh, A-di-đà Phật là tiêu biểu tánh thể,
tánh thể của tự tánh. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là tiêu biểu tự tánh khởi dụng, là tánh đức. Quan Thế Âm Bồ Tát là tiêu biểu từ bi, Đại Thế Chí Bồ Tát là tiêu biểu trí huệ. Từ bi và trí huệ là phải xảo diệu. Khởi dụng, nếu chỉ có từ bi mà không có trí huệ thì là biến chất, gọi là từ bi nhiều quả hại. Còn như có trí huệ không có từ bi cũng không được. Cho nên từ bi và trí huệ phải hợp lại, phải viên dung lại thì gọi là diệu dụng. Trong từ bi có trí huệ, trong trí huệ có từ bi. Không có một thứ nào mà không phải biểu pháp, mà không phải chỉ dạy cho chúng ta. Đây gọi là gì? Đây là trong Phật giáo dùng pháp cúng dường cho tất cả chúng sanh, chỉ dạy cho chúng sanh. Chúng ta trang nghiêm đạo tràng, tạo hình tượng của Phật Bồ Tát. Quý vị nên biết, tạo hình tượng của Phật Bồ Tát là cúng dường cho đại chúng, là nhắc nhở cho đại chúng. Kể cả ngôi kiến trúc cũng là biểu pháp. Quý vị thấy ngôi chánh điện trong đạo tràng là Đại Hùng Bổ Điện. Quý vị bên ngoài nhìn là hai tầng, bên trong nhìn chỉ có một tầng. Từ trên tướng mà nhìn thì có chân đế và tục đế. Từ bên trong mà nhìn thì chân tục không hai. Đây là tiêu biểu tất cả pháp là viên dung, tất cả pháp là một thể. Bên ngoài có phân biệt, bên trong thì không có phân biệt. Không có một thứ nào mà không phải biểu pháp. Cho nên trước kia giáo sư Phương Đông Mỹ đã từng nói Phật pháp là nghệ thuật cao đẳng. Phật pháp là giáo dục cao đẳng. Hiện nay không có người giảng nữa. Họ xem Phật Bồ Tát như là thần minh vậy. Tức là đã trở thành tôn giáo, đã trở thành mê tín rồi. Thật là oan uổng, thật là đáng tiếc. Chúng ta không biết còn có thể tha thứ. Nay chúng ta đã biết thì phải có trách nhiệm giảng giải rõ ràng cho đại chúng xã hội. Sau đó mới biết được trong Phật pháp không có mê tín, trong Phật pháp không có sắc thái của tôn giáo. Trong Phật pháp thừa nhận có thiên thần, có quỷ thần. Thiên thần và quỷ thần đều là lục đạo chúng sanh, đều là bình đẳng. Phật là thầy của chúng ta, Bồ Tát cũng là thầy của chúng ta. Cho đến hàng A-la-hán, họ cũng có khả năng chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên Phật pháp là sư đạo. Sư đạo nhất định xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Người Trung Hoa từ xưa đến nay đề xướng hiếu đạo. Cho nên nếu có người hỏi, cũng có người hỏi tôi, đặc sắc và tinh thần của Trung Hoa là gì? Dùng một chữ để tiêu biểu chính là chữ hiếu. Cho nên Trung Hoa là văn hóa hiếu. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức đều là đức mục của văn hóa hiếu.
Mà tổng cương lĩnh là một chữ hiếu, triển khai ra là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức. Đây là đặc sắc văn hóa của Trung Hoa. Đây là tinh thần của Trung Hoa. Mấy ngàn năm qua, người Trung Hoa đều là tiếp nhận nền giáo dục này, cho nên cái dân tộc này khiến cho rất nhiều chuyên gia học giả ngưỡng mộ và tán thán. Nhân dân hòa thuận, hạnh phúc, trị an lâu dài là một nước có lễ nghĩa, xã hội hòa hài. Làm thế nào gây dựng thành nhất định phải hiểu được. Lão Tổ Tông và Cổ Thánh Tiên Hiền của chúng ta đối với con cháu đời sau, các ngài bố thí nền văn hóa này cho chúng ta phải báo đáp như thế nào? Này, chúng ta đã tiếp nhận thì phải y giáo phụng hành, đó chính là chúng ta cúng dường tổ tiên. Tổ tiên đã để lại nền văn hóa này cho chúng ta lại dùng nền văn hóa này để cúng dường cho tổ tiên, vậy thì đúng rồi. Phật Bồ Tát lấy kinh điển, lấy trí huệ, lấy đức năng, lấy tướng hảo bố thí cho chúng ta. Này, chúng ta đã tiếp nhận thì phải y giáo phụng hành để báo đáp Phật Bồ Tát, gọi là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Báo ơn và cứu khổ là một việc, không phải hai việc. Cứu độ tất cả chúng sanh chính là báo ơn. Thật sự mà báo ơn, không có lý nào mà không hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh chính là báo ơn. Muốn hoằng pháp, trước tiên tự mình phải y giáo phụng hành. Cho nên phải siêng tu thiện căn là việc lớn đầu tiên. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có nói, trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện chỉ có câu thứ nhất là nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Có vô lượng vô biên chúng sanh khổ nạn, quý vị phải đi giúp đỡ họ. Phải dùng cái gì để giúp đỡ họ? Dùng tài vật để giúp đỡ họ, đó chỉ là giúp cho họ tạm thời. Mà phải dùng giáo dục, giáo dục để giúp đỡ họ mới là giúp cho họ mãi mãi. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài giúp người không dùng tài vật vì ngài không có tài vật. Ngài hoàn toàn là dùng giáo dục giúp người phá mê khai ngộ. Ngài biết rõ cái khổ của chúng sanh từ đâu mà có. Khổ là từ mê hoặc mà có. Ngày nay trên thế giới này có nhiều khổ nạn đều là từ mê hoặc mà nó. Còn vui từ đâu mà có? Vui là từ giác ngộ mà có. Hai câu này là chân lý. Cho nên Phật Bồ Tát suốt đời đi giáo hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài là một vị thái tử. Nếu ngài không đi xuất gia, ngài sẽ kế thừa ngôi vua làm quốc vương, nhưng ngài xả bỏ ngôi vua, ngài không cần. Tại vì sao? Vì làm quốc vương chỉ có thể làm lợi ích cho nhân dân một nước. Còn nếu quý vị làm sự nghiệp giáo dục xã hội thì quý vị có thể làm lợi ích cho nhân dân toàn cả thế giới. Theo trong Phật Pháp mà nói cao hơn, nói đến rốt ráo là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới.
Cái phạm vi này thì rộng lớn, quý vị không sao tưởng tượng được. Phật Bồ Tát không vì chuyện khác, chỉ vì cứu khổ tất cả chúng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ điểm này. Chúng ta đã biết, đã minh bạch. Tự mình thật sự có cảm giác được sự nghiệp giáo hóa giúp đỡ chúng sanh khổ nạn mới là thật sự cứu cánh viên mãn. Cho nên nhóm đệ tử của Phật đã giác ngộ, họ đi theo Phật tu học, họ cũng giống như Phật vậy, buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn. Họ cũng phát tứ hoằng thệ nguyện rộng độ chúng sanh. Thế nhưng độ hóa chúng sanh không phải chỉ nói một câu mà có thể độ được. Tự quý vị phải thật sự có đức hạnh. Phải tu đức hạnh như thế nào? Phải thệ nguyện đoạn hết phiền não. Đoạn hết phiền não thì đầy đủ đức hạnh. Tại vì sao? Trong phần trước đã có trình bày với quý vị, Phật có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Trong tự tánh của quý vị có đức hạnh, có đủ đức hạnh. Hiện tại vì sao không có đức hạnh? Là vì quý vị đã mê. Nếu quý vị phá mê khai ngộ thì đức hạnh của quý vị vốn có đủ sẽ hiện tiền. Cho nên điều đầu tiên là đoạn phiền não. Điều thứ hai là học pháp môn. Không đoạn phiền não thì không thể học pháp môn. Tại vì sao? Vì học không được. Dù quý vị học nhưng bên trong có xen tạp phiền não. Có nghĩa là gì? Tức là quý vị không bao giờ được khai ngộ. Quý vị đã học pháp môn đó sẽ không được khai ngộ. Nếu quý vị đoạn phiền não, sau đó học pháp môn thì liền được khai ngộ. Tức là thông suốt một bộ kinh thì thông suốt tất cả kinh. Hiểu rõ một pháp môn thì hiểu rõ tất cả pháp môn. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu quý vị không có đức hạnh thì không thể học pháp môn. Cho nên những năm gần đây, tôi cùng với các đồng tu cùng nhau học tập, đặc biệt chú trọng đắp vững ba cái gốc. Ba cái gốc của Nho Thích Đạo, đệ tử quy của Nho giáo, cảm ứng thiền của Đạo giáo, thập thiện nghiệp của Phật giáo. Phải đắp vững ba cái gốc này. Quý vị học Nho thì thành thánh, thành hiền. Quý vị học Phật thì thành Phật, thành Bồ Tát. Quý vị học Đạo thì thành thần tiên. Nếu quý vị không có ba cái gốc này, bất luận là học giáo nào cũng không thể thành tựu. Quý vị học Phật không thể thành Phật Bồ Tát. Quý vị học Nho cũng không thể thành Thánh Hiền. Thì quý vị mới biết được ba cái gốc này rất là quan trọng. Cho nên phải siêng tu thiện căn. Siêng tu thiện căn thì mới có Bồ Đề Diệu Pháp. Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là giác ngộ. Sau khi giác ngộ thì quý vị có thiện xảo phương tiện. Thiện xảo phương tiện chính là Diệu Pháp. Cái Diệu Pháp này thực hiện ở đâu?
thực hiện trong cuộc sống. Điều đầu tiên là thực hiện trong thân thể quý vị. Thân tâm khỏe mạnh, hạnh phúc khoái lạc. Khổng lão phu tử có nói, học phải thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Vui sướng là hỷ diệt. Hỷ diệt từ đâu sanh ra? Từ học tập sanh ra. Này quý vị đã học được, hoàn toàn thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện trong sự thế đối người tiếp vật, chính là diệu pháp. Cho nên sự thọ dụng của quý vị là thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an hòa, thế giới đại đồng, thì làm sao mà không khoái lạc? Điều là từ trong học tập mà sanh ra. Trong Phật giáo gọi là pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ từ đâu sanh ra? Là từ giác ngộ, vì đã hiểu rõ rồi, không còn mê hoặc nữa. Đây là được thọ dụng khi thật sự cúng dường. Cho nên bố thí tài được giàu có. Khi giàu có không nên tự mình hưởng thụ. Nếu tự mình hưởng thụ, về sau quý vị sẽ lạc cực sanh bi, tức là sự khổ sẽ đến với quý vị. Khi giàu có rồi thì sao? Tự mình vẫn sống cuộc sống giản dị tiết kiệm, có dư tiền của nên giúp cho người khác, thì quý vị sẽ rất là vui sướng, rất là hạnh phúc. Không nên tích trữ tiền tài, thể tích trữ thì sẽ sanh bệnh, giống như nước vậy. Để cho nước chảy lưu thông, cổ nhân Trung Quốc có nói tiền tài là thông hóa, thông tức là lưu thông, giống như nước vậy. Nước chảy lưu thông là nước sống, từ bên này đến chảy qua bên kia là nước sống. Nếu như là nước chết thì biến thành nước cống thúi thì sẽ hôi thối. Cho nên nhất định phải là nước sống, tiền phải là sống. Từ bên này đến chảy qua bên kia, càng cho ra càng nhiều thì được cũng càng nhiều, mãi mãi dùng không hết, tuyệt đối không thể tích trữ. Thể tích trữ thì hư rồi, thì công việc đã hư hỏng hết. Không tích trữ thì thân thể mãi mãi khỏe mạnh, trường thọ không sanh bệnh. Nếu con người phải chuẩn bị một số tiền, chuẩn bị tương lai để dưỡng lão, thì họ sẽ già. Tại vì sao? Vì trong tâm họ muốn già, họ muốn dưỡng lão thì họ già. Họ còn chuẩn bị một số tiền thuốc men thì họ nhất định sanh bệnh. Cho nên tôi không có tiền dưỡng già, cũng không có tiền thuốc men. Cho nên tôi không bao giờ già, cũng không bao giờ sanh bệnh. Đạo lý là ở chỗ này. Do ai dạy vậy? Do Phật Bồ Tát dạy, do thầy dạy. Đây là sự thật, không dối chút nào. Tuyệt đối không nên chỉ nghĩ đến mình, mà phải nên nghĩ đến người khác. Người khác họ không biết cái lý này. Họ suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung, họ lo nghĩ mà dần dần già đi. Họ thật đã già đi, già rồi nhất định sanh bệnh, thì liền sanh bệnh. Phải làm sao? Chúng ta phải giúp đỡ họ, giúp đỡ họ dưỡng già, giúp đỡ họ trị bệnh. Đây là gì? Đây là bố thí vô ý. Quả báo của bố thí vô ý là khỏe mạnh trường thọ. Cho nên quý vị phải thật sự biết bố thí và cúng dường như thế nào. Này chúng ta nhìn thấy xã hội ngày nay, thấy người già rất là đáng thương. Những năm gần đây,
Tôi đã đi qua rất nhiều địa phương quốc gia. Mỗi lần tôi đi đến địa phương nào cũng sẽ tìm hiểu hai nơi. Một nơi là sự nghiệp phúc lợi người già, tôi sẽ đi tham quan. Còn một nơi khác thì tôi sẽ tìm hiểu mức phạm tội của thanh thiếu niên trong địa phương, đó. Đây là vấn đề lớn trong xã hội này. Mức phạm tội của thanh thiếu niên mà phổ biến nâng cao, nếu thanh thiếu niên không được giáo dục tốt thì xã hội đời sau sẽ như thế nào? Đây không phải là chuyện nhỏ. Người già, họ suốt đời đã cống hiến, đến lúc tuổi già, con cái bất hiếu, không nuôi họ, lại giao cho quốc gia nuôi. Quốc gia dẫn đầu thành lập viện dưỡng lão là nước Mỹ. Úc Đại Lợi cũng có viện dưỡng lão, rất nhiều quốc gia cũng có viện dưỡng lão. Hiện nay nước Mỹ đã nghèo rồi, nuôi không nổi người già, phải làm sao đây? Quý vị nghĩ xem, người già thật là đáng thương. Người già khi đã già rồi về hưu vào viện dưỡng lão, họ vào viện dưỡng lão cuộc sống tinh thần rất kém. Họ rất là cô độc, người già cùng với người già không có nói chuyện với nhau. Tuy họ sống chung với nhau nhưng bị thử thấy mặt, không có chào hỏi với nhau, không có nói chuyện với nhau. Họ rất là cô độc. Người Trung Quốc thì nói ngồi ăn chờ chết. Quý vị nghĩ xem cái tâm trạng của họ như thế nào. Còn viện dưỡng lão của Úc Châu thì thực hiện được rất tốt. Nước Úc người ít, đất rộng, cho nên hoàn cảnh sinh sống của người già rất tốt. Chỗ ở của họ giống như công viên vậy. Cuộc sống vật chất của họ được chăm sóc rất là chu đáo, nhưng thiếu thốn về cuộc sống tinh thần. Cho nên tôi rất muốn thực hiện một viện dưỡng lão, đem viện dưỡng lão thực hiện thành trường học dưỡng lão, thành một trường đại học dưỡng lão. Trong trường giảng dạy nhiều môn học khiến cho họ quên mất cái già. Họ ở trong trường tiếp tục học tập. Họ thích học môn gì, chúng ta mời giáo sư đến dạy để bổ sung hoạt động văn văn nghệ cho người già. Mỗi tuần ngày Chủ nhật có thể tổ chức một buổi dạ tiệc, mọi người cùng nhau giao lưu với nhau. Phải khiến cho người già được hoan hỷ, ai nấy đều thích nói chuyện. Họ có nhiều chuyện cổ tích nói không hết, để họ lên đài kể chuyện cùng chia sẻ với mọi người là điều vui sướng nhất. Thân thể của họ vẫn còn khỏe mạnh, họ có sở trường, họ có thể dạy cho học sinh. Chúng ta có thể đăng hoạt và quảng cáo để cho những người trẻ tuổi đến đây học tập miễn phí. Một tuần giảng dạy một buổi hoặc hai buổi cho họ, để cho người già dạy họ. Phòng học của trong viện dưỡng lão có thiết bị như trường học vậy, để cho người già họ sống cuộc sống rất là vui sướng. Quý vị nên biết, người học Phật cũng biết, tâm trạng của người già mà không được vui thì họ có oán hận trong tâm bất bình, sau khi họ chết rồi đều đọa vào ba đường ác. Nếu cuộc sống của họ lúc tuổi già rất là vui sướng, sau khi họ chết rồi đều lên thiên đường, có nghĩa là quý vị kéo những người già này từ địa ngục đưa họ lên thiên đường. Cái công đức này rất lớn. Những người làm việc trong viện dưỡng lão đều là thiên sứ. Công việc của họ làm là vô cùng thiêng liêng. Cho nên tôi đã muốn rất nhiều năm muốn thực hiện một viện dưỡng lão. Tôi phải để cho từ viện trưởng cho đến tất cả công nhân viên trong viện dưỡng lão
đều có thể hiểu rõ trách nhiệm của họ là trách nhiệm thiêng liêng. Thật sự có thể đưa người già từ ba đường ác lên đến thiên đường, còn cao thượng hơn những vị truyền giáo của trong tôn giáo chúng ta cũng không sánh bằng họ. Vì họ thật sự làm, họ thật sự có thể đưa người già từ ba đường ác lên đến thiên đường, chúng ta chưa chắc làm được điều này. Họ phải nhận biết một điều, phải dùng cái tâm gì? Phải dùng cái tâm hiếu thuận đối xử với người già. Họ phải xem người già như là cha mẹ của mình, phải quan tâm như vậy. Cũng tức là nói, công nhân viên phục vụ trong viện dưỡng lão đều phải học đệ tứ quy, đều phải học cảm ứng thiên, đều phải học thập thiện nghiệp. Sau khi học xong ba quyển sách này thì họ thật sự là con cháu hiếu thảo. Quý vị nghĩ xem, người già làm sao mà không vui sướng? Không cần làm nhiều, chỉ cần thực hiện một viện dưỡng lão thì được rồi. Thực hiện đúng như vậy, hoan nghênh mọi người đến tham quan. Mỗi một quốc gia đều có sự nghiệp phúc lợi người già, mời họ đến tham quan. Xem được rồi thì mọi người bắt chước, mọi người y theo đó mà làm, mà mở rộng, thì người già có phước rồi. Người già có phước thì xã hội này có phước, thì quốc gia này có phước, thì thế giới có phước. Mọi người đều có phước thì tất cả tai nạn trên thế giới này đều được hóa giải. Thật sự có thể hóa giải xung đột thì xã hội hài hòa, làm việc trong thế giới thanh bình. Cái công việc này rất có ý nghĩa, rất có giá trị. Đến viện dưỡng lão làm công nhân viên là làm một đứa con hiếu thảo, đem nền văn hóa hiếu của Trung Hoa mở rộng khắp toàn cầu để hóa giải tai nạn, đem thế giới này phục hồi an định thanh bình. Hy vọng có người thật sự nhận biết điều này. Hy vọng người trẻ tuổi có tâm nguyện này đến tham dự công việc này. Cái công việc này chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta phải mở trường dạy cho người trẻ tuổi, phải giảng dạy luân lý đạo đức nhân quả, giáo dục tôn giáo cho họ, khiến cho họ từ nhỏ thì có đức hạnh, có sự giáo dục đức hạnh, họ không dám làm việc ác, họ biết xấu hổ với việc ác, họ biết được giáo dục nhân quả, họ tiếp nhận qua giáo dục tôn giáo, họ không dám làm việc ác. Thì có hai điều ràng buộc này thì người này suốt đời là người hiền lương quân tử, họ không dám làm việc ác. Dù có người bảo họ làm, họ cũng không dám làm. Cho nên nếu không thể khôi phục nền giáo dục đạo đức của cổ thánh tiên hiền thì thế gian này về sau sẽ rất là phiền phức, xã hội này sẽ hỗn loạn, làm sao hóa giải được. Cho nên phải luôn luôn nhớ kỹ, không nghe người già nói thì thiệt thòi trước mắt. Bây giờ không chịu nghe về sau sẽ gặp rắc rối, sẽ phải chịu khổ. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, người giác ngộ thì đi tìm người già để hỏi. Tôi cũng thường nói, khi xã hội xảy ra vấn đề thì hỏi ai? Cũng có người hỏi tôi câu này, thì tôi nêu ra một thí dụ. Tôi nói, quý vị hãy xem đứa trẻ 2-3 tuổi, khi nó gặp phải khó khăn, nó hỏi ai? Nhất định là đi tìm ba má của nó. Cũng cùng một đạo lý,
Chúng ta là con cháu đời sau của cổ thánh tiên hiền là phải vấn đề khó khăn thì tìm lão tổ tông. Chỉ có lão tổ tông mới có thể giải quyết được. Không tìm lão tổ tông, chúng ta không có cách nào giải quyết được. Cho nên nay chúng ta thấy được trong kinh dạy rộng tu cúng dường điều này, sự cảm xúc quá sâu. Chúng ta tu bố thí và cúng dường như thế nào mới thật sự có được công đức, mới thật sự có được hiệu quả? Điều này không thể không có trí huệ. Bây giờ thời gian đã hết, hôm nay chúng ta học tập đến đây.